Xin chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ Cường có mặt ở tại vườn bông mang tên Flower World ở Moby, Washington State. Khu vườn này có tất cả khoảng 15 acres. Ở nơi đây, khi bạn đến đây thì bạn đã tìm được tất cả các loại hoa và bông kiển mà các bạn muốn đem về trồng. Ở đây có đủ loại hết tất cả cho các bạn. Vào mùa hè nơi đây là bán bông rất nhiều và rất đông người. Như vậy thì Cường sẽ mời các bạn theo dõi chương trình ở khu vườn bông này. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước vô chỗ bán bông nha. Đó, các bạn đã thấy ở đây có bán đủ loại bông hết. Đất cũng có, những bức tượng Phật cũng có, những bức tượng cho garden cũng có. 15 acres trên dưới. Tất nhiên có thể nói là các bạn có tìm đủ loại bông hết, những các bông nào mà các bạn muốn thì đều có ở đây. Mình không biết nhiều, rất là nhiều loại bông mình không biết tên. Đó. Nhưng mà rất đặc sắc. Hey, khu vực bán những chậu bông. Những chậu bông này thường thường là của ở bên Việt Nam. À, ở bên Việt Nam, đồ hàng hóa của bên Việt Nam nè, nhập qua nè. Còn bên đây nè, các bạn đi tới nè, cũng là chậu bông và có tượng Phật đây. À, các bạn thấy chưa? Tuy nhiên các bạn vô đây là các bạn thấy là không thiếu cái gì hết. Nói tới là vườn bông thì từ bông kiển, rau cải, trái cây đều có tất cả ở nơi đây. Ở nơi đây thì giá hơi mắc một chút xí, nhưng đồ thì có, bông thì có chất lượng hơn ở nơi khác. Cái này cái gì đó, các bạn biết không? Lớn chưa, lên tới nóc nhà luôn. Cây này thì được trồng ở trong nhà. Đây trong nhà, đây là những cái nhà mà che nắng, che mưa, che tuyết. Các bạn đến đây thì cũng như mọi người đi lấy một chiếc xe đẩy, đấy, đẩy theo và đi từ từ. Coi bông nào mình thích mình bỏ lên rồi đi ra tính tiền. À, đây có dừa kiển đây, nhà mình có trồng hai cây như vậy cỡ gần 20 năm rồi đó, rất đẹp. Chậu bông đẹp quá ha, mấy chậu. Đây là những chậu bông mà thường thường người ta mua về ta treo ở trước cửa nhà hoặc ở đằng sau nhà vườn. Em coi mình chọn bao nhiêu? 20 đồng một chậu các bạn. Đây, 20 đồng. Thường thường là họ mua những cái bông này thì cũng như tặng cho bạn bè, tặng cho cha mẹ ngày lễ hoặc là sinh nhật. Monday Day ở nơi đây bán bông rất đắt. Loại bông này ở Việt Nam mình cũng có nè, kiển nè, đẹp chưa. Đó, 15 acres nha các bạn, không thiếu loại bông nào ở nơi đây. Nếu các bạn mà tìm không được, các bạn có thể hỏi nó
nó có thể order special order cho các bạn luôn. Nơi đây mở cửa từ 9 giờ tới 6 giờ chiều. Mỗi năm thì Cường đến đây 2-3 lần. Mùa bông, hoặc là khi mình cũng đầy đủ rồi mình cũng ngày mà rảnh không có đi làm á, mà mình cũng thấy không có gì rảnh, không có gì làm chạy cũng chạy xe lại đây. Coi có cái gì lạ không mua em về. Hầu như bông mới đều về mỗi ngày ở nơi đây. Bông kiển. Các bạn nào mà có cần bông hoa gì á, ghé đến đây. Có thể ở đây 2-3 tiếng đồng hồ nữa, đi coi hết bông, hết vườn bông này. Đó, đâu đây là xài tiền nha các bạn. Có cây chuối à, chuối màu đỏ nè, đẹp không? Trong đây là những cái cây mà cho nhiệt đới ấm đó, giống như ở Việt Nam mình á, bởi vì ở trong nhà trồng bông trong nhà. Đây, wow. Có gì đây các bạn? Có hai con rùa. Đó. Con rùa đeo lên nè, leo lên đây không biết làm gì. Đây là phơi nắng hay là lên làm gì đây? Té xuống. Đó, hồ có rùa. Đây là chân thôi chứ nó không có bán rùa nha. Đây vừa kiển đây các bạn. Ai có nhà lớn thì mua những cây này về trưng trong nhà. Xanh biếc ha, xanh đẹp quá. Đây hồ này cũng có rùa nữa nè, một con rùa. Ở đây sao có một con gì thấy bơ vơ vậy nè. Đang leo lên. Đang muốn leo lên đó, leo lên cái tảng đá đó. Các bạn vô đây như công viên vậy ha. Bông không? Cây này cũng dễ thương lắm mà. Mình mua cây này về trồng thấy không có được sống như bên đây. Ở đây có người lo biết cách nuôi, cách trồng bông. Cho nên cây nào cũng đẹp hết. Quá đẹp. Và đây cũng là một nhà kiển à. Xanh tươi. Đây, Bird Paradise. Mình thích cây này lắm. Cây này Washington thì trồng quanh năm suốt tháng không có được. Nếu mà muốn giữ cho nó thì phải đem vô mùa đông đem vô nhà, rồi tới mùa xuân đem ra thì nó sẽ sống, nhưng mà cũng không có được tròn vẹn lắm. Lá cũng không được tốt, nhưng mà nó sống. Cái xương rồng á, giống cái xương rồng không? Cái xương rồng. Cái xương rồng này giống như cái xương rồng Việt Nam không? Có hết chưa? Đây là loại kiển mà ở sa mạc. Ít dùng nước, ít cần nước. Đây là bông Bird Paradise, như là tiếng Việt kêu là chia qua thiên đường đó. Chậu nữa nè,
Cái chậu này chậu bự không? Cho các bạn coi một cái chậu này có bao nhiêu. Nha. Đó. Con chậu này trị giá bao nhiêu? Cũng làm ở Việt Nam nha các bạn. 174 đồng. Tự nhiên 175, 174 đồng 99. Đó, một cái chậu này bằng mũ cứng. 150 các bạn, công sale. Thường người ta mua này, những cái loại chậu này thì nhà nào mà khá giả, đẹp, rộng người ta mua về, hoặc là có business người ta mua về, tại vì loại to nè. Còn mà nhà nhỏ thì nhỏ thì nó không có xứng lắm, chứ không có xứng lắm, nhưng rất đẹp. Đó. Những loại này là toàn là hàng của Việt Nam viện trợ qua. Đây, 300 đồ của Việt Nam luôn. Cái này là chắc cũng khoảng 1 mét à. Cao 1 mét. 300 đô một cái chậu. Còn đây là không biết bông gì mà đại khái coi như giống bông cúc vàng. Một chậu 8 đồng. Đây, một chậu 8 đồng đây các bạn. Một ga lông, một chậu nó cho là một chậu một ga lông nữa. 8 đồng. Bông cúc vàng gì đây? Đủ loại hết. Vàng có, hường có, đỏ có. Đó. Có tiền là có đầy đủ bông hết cho các bạn khi đến đây. Mà không đến đây thôi chứ xài 100, 200 không nghĩa lý gì. Wow, bông lạ quá nha. Chưa thấy bao giờ. Bông trắng đẹp chưa? Ồ, vô cái vườn bông này là vườn bông mà mình mê nhất. Hydrangea. Hydrangea là bông đẹp lắm. Bông này là chuyên môn để cho người ta làm đám cưới rồi. Các bạn. Ồ, đẹp chưa? Khỏe anh? Dạ, thưa chị. Dạ, Nam phải không? Dạ. Dạ. Anh chị mua bông à? Dạ. Bông này đẹp quá. Anh thích mê mấy bông này đúng không ạ? Ôi, bông đẹp quá. Bà xã có bông đẹp quá rồi sao? Đó. Cái này bảo mình coi giống nó chỗ tịnh nghề, cái chỗ nhục quá. Ừ, thì nó nhục đó. Ừ, đúng rồi đó. Ừ. Loại bông này là thường thường là đám cưới nào cũng có loại bông này hết. Rất là đẹp, đủ loại màu. Xanh, trắng, vàng, cái gì cũng có. Hường cũng có. Mà nó dễ trồng lắm rồi các bạn. Mình có gieo, ở nhà mình có gieo mấy cái bông này nè. Trồng rất là dễ. Bạn chỉ ngắt một cái bông, cái cây lá thôi, cái đọt lá thôi. Rồi mình sức một chút, bôi chút xí thuốc hormone vô là nó sẽ sống á. Quá dễ thương bông này.
nha, dễ thương với sợ đó. Đủ màu nha các bạn, bông gọi này là đủ màu đó. Tùy mình trồng và tùy mình làm phân, nó che màu đỏ, màu hường, màu xanh, nó cũng tùy mình đó. Tùy mình chăm sóc nó, mà cũng có loại trắng thì nó lúc nào nó cũng ra trắng. Còn nếu mình gan nó màu xanh là mình phải bỏ phân hoặc là một cái chất chua một chút xí trong đất thì nó sẽ ra xanh. Còn bên đây là những cái bông, cái bông để lập vàng leo đó mấy các bạn đó. Đây Clementis nè, bông cũng đẹp lắm. Đây. Còn bên đây là kiển, kiển mấy kiển thông nè, đủ loại lớn nhỏ. Thường thường mấy cây này là trồng trước cửa nhà, bên cạnh nhà để che nắng, cho mát. Các bạn thấy không, nhà nhà bông, có mấy nhà để bông trong đó. Bông nào mà để ngoài trời thì ra đem ra ngoài trời để, còn bông nào mà ở trong không sợ mà lạnh nó không được thì người ta đem vô trong. Nhân viên đi chứa bông đây, bông những bông lồng đèn không đẹp chưa. Kiển nè, kiển tùng, đây. Một cây dừa vậy cũng 400-500 đô, ít nhất 400-500 đô nha các bạn. Nếu mà bự cao một chút xíu là cả 1000 đô đó, chứ không có rẻ đâu. Vô đây à, wow, cây này cũng đẹp quá nè. Đây. Đi hai bên, chiếu hai bên cho các bạn thấy nè, bông không đó. Để bông nhìn thỏ đây. Có người đến đây họ không mua, vừa đi mua bông mà vừa đi chụp hình luôn. Đẹp chứ các bạn. Đủ loại màu, đủ loại kiểu bông các bạn. Ở đây các bạn vô đây không mua bông cũng được, cũng không sao.
chụp hình không cũng được, cũng không sao. Họ không có đuổi mình, họ cũng không nói mình, miễn mình đừng có phá bông của họ thôi. Đó, đây mấy anh chàng chụp hình, đến đây chụp hình. Bông này bông mồng gà nè, phải không các bạn? Lâu quá không có gặp ha. Những bông này chỉ sống ở mùa hè, mùa xuân, mùa hè ở đây thôi. Rồi qua mùa đông sẽ chết. Hiện bây giờ các bạn mua thì ở đây bớt các bạn 15% đó. Nếu mà bạn các bạn có club members của nó thì các bạn được thêm 10% off nữa, là tổng cộng là 25% off nha các bạn. Đây, hai anh chàng với cô đó đi chụp hình kiểu mình đi theo một đường bông này. À, các bạn thấy chưa? Các bạn đến đây các bạn còn thấy có thiếu bông gì nữa ở nhà. Bông nào cũng đẹp hết. Mua bao nhiêu cũng không đủ không các bạn? Cường mỗi năm mà xài cũng đâu gần 1.000 tiền bông, đất đồ đầy đủ, nói chung phân đồ chứ không ít đâu. Mà vì mà còn coi không ra cái gì nữa các bạn. Chắc có lẽ mình không phải là có bàn tay để trồng bông, bàn tay xanh. Ok, bây giờ mình qua bên đây nha. Bên đây thì chuyên môn chuyên mấy cái bông hồng, kiển hồng. Đó. Thì đây nguyên một cái khu vực là hồng không. Đằng sau thì là trái cây. Đó, các bạn. Đây, hồng đủ loại màu vàng, đỏ vàng. Đó, thường đủ loại hết, hồng loại nhỏ, loại cao đều có. Bây giờ cũng như Cường nói tháng 8 rồi, chứ thật ra nếu mà các bạn mà Cường đến đây vào tháng 6, tháng 5, tháng 6 ở đây là bông dữ lắm, chứ không có gì đâu. Nhưng mà các bạn đã thấy rồi đó, bông nãy giờ cũng quá trời luôn đó, không? Đó. Không phải. Đây, sau đây thì là nơi bán cây ăn trái nè. Đó các bạn. Nhưng mà biết nhìn đây là cái gì? Nho này. Đây là những cây nho mình có thể mua đem về trồng. Nhà mình cũng có cây nho đó, ra trái rồi đó. Nhưng chưa ăn được thôi. Ở đây có lê, có apple. Đây, các bạn coi này, thấy chưa? Cái gì? Đó, cái nho nè. Nho kiển nè. Có trái này nè các bạn. Lên đây là những cây apple, lê nè. Cái cherry nữa nè.
bông. Này loại bông phủ xuống. Cây này cái phe nè, 50 đồng các bạn. Cây này đem về trồng chắc khoảng 3 năm sau là có phe ăn nè. Khỏi đi mua phe. Ê, cây này có nè. Apple đó, cái cây apple đó. Ồ, cái này cái gì đây? Trái tím à? Flower tree à? Trái plum nè, nó giống mận vậy á, plum. Đó, hồng, hoa hồng. Trắng, đỏ, vàng đầy đủ, đủ kiểu hết, thấp, cao đều có, bông lớn, bông nhỏ đều có. Tuy là mà thấy bông hồng không thấy gì chứ mà nó nhiều kiểu lắm ạ, không cái bông, mỗi cái bông nó mình nở khác nhau, nhiều cánh, bông nhiều cánh, bông ít cánh, có bông cánh to, cánh nhỏ đều có, đủ loại hết trơn. Ok, như vậy đại khái Cường đã quay cho các bạn coi vườn bán bông ở nơi đây, tiểu bang Washington. Đây là một trong những vườn mà có thể nói là lớn nhất ở trong tiểu bang Washington này, hoặc là ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Các bạn đến đây một ngày để thăm viếng, mua sẵn mua bông luôn. Đầy đủ ở đây, đầy đủ hết. À, đằng trước mình thì các bạn thấy là nó có một cái park, đại khái là cho tất cả mọi người ở đây, những quan khách đến đây đều được hưởng thụ ở đó. Có đường đi bộ, từ thường người ta dẫn mấy tụi nít đến đây chơi rồi coi mua bông rồi sẵn ghé lại đó chơi luôn, hoặc là chụp hình. Ở đây lớn lắm, 15 mẫu đất các bạn. Đây là một công viên nhỏ của vườn bông này. Các bạn có thể đến đây chơi với gia đình ở đây cũng không có thua gì hết, cũng không cần phải mua bông, có công viên để cho các bạn hưởng thụ. Đó, ở đằng trước đó là có cái hồ nước đó, được phun nước lên rất là đẹp. Đi đâu cũng đẹp á, tiểu bang Washington đi đâu cũng đẹp lắm.
Thôi như vậy là Cường xin tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn qua một cái video khác. Mong rằng là các bạn thương mến Cường. Coi video này bấm like hay là subscribe để Cường có tinh thần để làm những cái video khác cho các bạn xem tiếp. Và chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và một mùa hè thật là tươi và đẹp. Xin chào tất cả các bạn.